Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Chính Pháp. Và hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn cái cách để đưa một cái hệ thống Ichimoku này vào trong cái hệ thống phần mềm, đó là Army Rocker. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Chính Pháp. Và hôm nay tôi xin hướng dẫn cho các bạn đưa một cái Ichimoku mà tôi hay sử dụng vào cái phần mềm, đó là Army Rocker, một cái phần mềm khá phổ biến, mọi người đang sử dụng nó rất là nhiều. Và như vậy thì trước hết chúng ta phải có cái phần mềm Army Rocker. Thì muốn có phần mềm Army Rocker thì chúng ta phải đi vào cái trình duyệt web và chúng ta đánh Army Rocker ở đây 6.0 các bạn. Thì có một cái trang web, đây là Lã Kim Tài. Chúng ta click vô đây. Thì bằng cái trang web này nó khá nặng. Chúng ta chờ hơi lâu và chúng ta khi vào thì chúng ta thấy là ở đây là giới thiệu, cấu hình máy chung. Và chúng ta có thể link tải ở đây. Chúng ta bấm vô đây các bạn. Bấm vào đây. Bấm vào link tải đây. Và đây nó cũng có là cái video để mà chúng ta cài cái phần mềm Data Feed, nó tự động cập nhật dữ liệu miễn phí cho các bạn. Chúng ta xem video và chúng ta làm theo. Cái này khá đơn giản, tôi không có hướng dẫn các bạn. Trước hết thì chúng ta tải về và chúng ta giải nén ra. Tôi xin giải nén ra desktop các bạn. Thì như vậy chúng ta giải nén ra desktop và chúng ta có Army Rocker ESE này, chúng ta chạy thôi thì nó khá là nhanh các bạn. Chúng ta access nó rồi, chúng ta ok, chúng ta next, chúng ta install, như vậy là xong. Click bỏ cái này, chúng ta không có chạy thì chúng ta phải rắc các bạn. Chúng ta vô cái thư mục rắc, chúng ta copy cái phần mà Rocker nè .dll này, copy cái file này, chúng ta trở lại desktop các bạn. Ra phần desktop thì chúng ta có cái đường dẫn của Army Rocker này. Chúng ta bấm nút chuột phải, chúng ta open file location các bạn, open file location và chúng ta dán đè lên. Như vậy là chúng ta đã rắc rồi. Và chúng ta có một cái thư mục, đó là Army Rocker Regression to You gì nè. Thì chúng ta sẽ mở cái file hot này lên các bạn. Mở file hot bằng notepad các bạn. Chúng ta open. Chúng ta copy những cái dòng mà nó có 127.0.0.1. Copy hết tất cả cái này các bạn. Rồi sau đó chúng ta vô cái ổ ổ C, rồi Windows các bạn, rồi Windows, rồi chúng ta mở System 32 các bạn, System 32, rồi chúng ta đi vô cái phần driver các bạn, rồi chúng ta etc, rồi chúng ta cũng mở cái file hot này lên, double click nó vô và chúng ta mở bằng notepad. Chúng ta copy cái phần đó vô đây các bạn ha. Tôi đã copy vô rồi. Thì cái này nó không update các bạn, không update cái chẳng qua nó là không update cái Army Rocker thôi. Chúng ta chặn lại. Như vậy là chúng ta save các bạn. Như vậy chúng ta có cái chuyện gì, đó là chúng ta, nếu mà chúng ta đọc hướng dẫn thì chúng ta mở cái cửa sổ chức năng là Army Water cập nhật dữ liệu. Thì chúng ta sau đó chúng ta mở cái Army Rocker lên các bạn. Đây nó hướng dẫn mở cái Army Rocker lên. Chúng ta chọn Tool rồi vào Auto Update Water. Chúng ta chọn Tool rồi chúng ta chọn Auto Update Water các bạn. Thì chắc Auto bên Mỹ các bạn. Chúng ta nói gì
Sau đó thì chúng ta chọn cửa sổ Army Water Unlimited hiện lên. Tại cửa sổ này chọn heo Rigetter. Tại cửa sổ này thì bạn chọn heo. Đó. Rồi bạn chọn Rigetter, Rigetter là. Thì chúng ta bắt đầu chọn chạy chạy cái file này, tôi rắc cho nó hết luôn á. Bạn chạy cái file đây hướng dẫn nè. Bạn chạy cái file gì? Kaizen, Kaizen. Các bạn. Thì chúng ta chọn cái Kaizen này. Bạn chọn cái Kaizen. Rồi. Ví dụ như bạn nói là ở đây chọn cái Kaizen rồi chọn cái gì? Rồi. Khi chọn Kaizen chúng ta bấm cái này thôi. Các bạn. Chúng ta bấm mấy cái gì cũng được hết ha. Chúng ta copy cái đoạn code này, chúng ta dán vô đây, chúng ta ghi là cái gì cũng được các bạn ha. Rồi là request fully rồi, ok các bạn. Như vậy là chúng ta đã xong ha. Thì thành công rồi các bạn ha. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái Army Rocker rồi nếu chúng ta tắt cái này đi, các bạn mở lại Army Rocker các bạn. Rồi bây giờ có các bạn muốn có cái pha cái template của tôi thì tôi đã tích hợp sẵn ở đây, ở đây các bạn ha. Thì nó là một cái đoạn code thôi các bạn ha. Nó gồm có một cái đoạn code là như vậy. Vì để cơ bản thì chúng ta sẽ mở một cái nút phải của chuột Open Location này ha các bạn. Thì các bạn vô formula, vô cái thư mục formula thì ở đây. Nếu mà các bạn cẩn thận thì các bạn đặt một cái thư mục riêng, tạo ra một cái thư mục riêng. Đó là tôi tạo ra một cái thư mục riêng, thí dụ như là Ichimoku chẳng hạn. Đây và tôi chép cái này, tôi đưa cái template này vô đây. Thế là xong các bạn ha. Khi mà tôi bật cái AMI này lên cho các bạn xem. Đó, phóng to ra. Thì các bạn thấy là khi mà chúng ta click vô cái chat, chúng ta click vô cái chat thì chúng ta có cái Ichimoku này và chúng ta chỉ cần nắm cái này chúng ta lôi vào đây thôi ha các bạn, là ta có cái Ichimoku ha. Đó, nó là có cái phần Ichimoku đây, có mây rồi có dao găm là đường màu cam các bạn, rồi có cái đường tekan hai cái kiếm, rồi đường giá và đường mây ha. Khi chúng ta có cái phần mềm Ami Rocker để mà có thể sử dụng trong cái chứng khoán Việt Nam thì chúng ta mở cái trình duyệt web lên. Ami Rocker lên. Thì trong cái Ami Rocker thì chúng ta sẽ sử dụng cái data. Ở đây tôi có cái data in MetaTox rồi. Thì các bạn có thể chọn chỉ vô cái data mà có MetaTox, hoặc là các bạn có thể sử dụng data feed để có thể có cái MetaTox đó ha. Cái data đó. Và chúng ta thí dụ như chúng ta đánh ở đây là có cái mã cổ phiếu là ACB chẳng hạn ha. Các bạn đã có cái template đó ha. Như vậy thì chúng ta có cái template đó. Thí dụ như chúng ta không không muốn có Bollinger Band thì chúng ta có sẽ chỉnh vô trong đây. Ví dụ như không muốn Bollinger Band thì chúng ta sẽ chỉnh vô đây, bỏ cái Bollinger Band đi bạn ha. Sau khi bạn bỏ cái Bollinger Band ra thì bạn sẽ được cái hệ thống Ichimoku các bạn. Thì ở đây ta đang có cái Vinamilk, bạn thấy rằng là ở đây có đường màu đỏ, đây là tôi đường màu đỏ, đây là đường Tekan Sen, đường màu xanh đó là đường Kijun Sen.
đường màu 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 cam cam này, màu vàng vàng này, cam này, thì đó là đường dao găm và mây ở đây các bạn. Như vậy thì các bạn sẽ được một cái hệ thống hoàn chỉnh. Lúc kia nó có Bollinger Band, thì trước khi bạn add cái tem LED này ra, bạn có thể xóa cái Bollinger Band ra trước để còn lại đường giá không, thì chúng ta có thể đưa cái tem LED đó vô bằng bằng cách lôi qua, và trước khi làm như vậy thì chúng ta sẽ xóa cái Bollinger Band qua ra cách nút Parallax, và chúng ta sẽ tắt cái những cái chức năng Bollinger Band đi. Xin chào quý vị và các bạn, và các bạn hãy ủng hộ cho kênh Trịnh Phát bằng cách like, share, comment và subscribe cho cái kênh Trịnh Phát này, hoặc là các bạn có thể ủng hộ bằng cách vào trang web là vr donate.vn sự Trịnh Phát, có thể ủng hộ cho kênh Trịnh Phát bằng cách gửi tiền qua thẻ cào hoặc là tài khoản ngân hàng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn quý vị và các bạn vào những video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video này, và đừng quên ủng hộ cho kênh Trịnh Phát bằng cách like nếu các bạn cảm thấy thích, và share nếu các bạn thấy hữu ích, và hãy subscribe cái kênh để các bạn có thể comment cũng như là để biết rằng có những cái video mới nó sẽ thông báo cho các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn, hẹn quý vị và các bạn vào những video sau.